Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thanh Nổ Nhân BB các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì Nhân BB sẽ cho các bạn biết một cái sức mạnh phi thường khác. Một cái sức mạnh của một cái hố. Có một cái hố, nếu mà chúng ta bình thường mà chúng ta đi mà chúng ta cứ vênh mặt lên, chúng ta không nhìn xuống đường, chúng ta sẽ dẫm vào cái hố và chúng ta sẽ tụt xuống cái hố đó. Và rất rất là nguy hiểm các bạn ơi. Nhưng lần này thì cái hố này nó còn kinh khủng hơn các bạn ạ. Cái hố này có thể chứa được rất nhiều người đất sét luôn các bạn ơi. Kinh chưa, sợ chưa, nguy hiểm chưa? Để xem là mấy thanh niên đất sét này không nhìn đường thì cái hố này nó sẽ làm cho tất cả mọi người đất sét rơi xuống nha. Kể cả là người đất sét khổng lồ luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, và trước khi xem cái clip này, các bạn hãy cho Nhân BB xin một like và một lượt đăng ký kênh để giúp mình có động lực ra nhiều clip hay hơn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến nha các bạn nha. Ok, đây là cái hố vũ trụ không gian đây. Mắc level chưa? Chưa đâu các bạn ơi. Yeah, yeah. 1 tỷ người đất sét đã bị cái hố này ăn hết luôn các bạn ơi. Một sức mạnh kinh khủng khiếp luôn. Ghê chưa các bạn, là cái hố này nào. Đó chỉ làm đấy gì là cái level 1 đấy nha các bạn nha. Tiếp tục cái hố này. Chạy à, người đất sét có chạy nhưng cũng không thể cầu. Wow, một thanh niên đất sét khổng lồ nhưng không thể nào mà thoát khỏi sức mạnh cái hố vi diệu này được các bạn ơi. Wow, được hẳn một cái chữ hacker luôn các bạn ơi. Ảo thực sự luôn, khi chúng ta mạnh hết sức rồi, mạnh hết cơ rồi, chúng ta sẽ được phong làm hacker các bạn nha. Ghê chưa. Rồi tiếp tục bắt điệp nào, người đất sét màu xanh. Không được rồi các bạn ơi. Hay tránh xa những cái thanh niên người đất sét màu đỏ đi, hắn có quả bom rất là nguy hiểm các bạn nha. À, thanh niên màu đỏ sẽ có quả bom nguy hiểm đấy. Bạn thấy kinh rồi. Đây này, đừng đấy, né nó ra. Wow, người đất sét khổng lồ này cũng bị bắt rồi. Bắt tiếp. Ôi, không được chữ hacker các bạn ơi. Được mỗi chữ hờ. Trời ơi, được cái chữ hờ, không được chữ hacker các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái giỏ này. Rất nhiều, 500 tiền. Rất nhiều cái hố vi diệu khác các bạn ơi. Hố trái tim này. Wow, có cả hố trái tim, có chó, con mèo. Ui, nhiều hố hay đấy. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi cày tiền các bạn ơi, để mua những cái hố khác nhìn cho nó vi diệu hơn. Bắt hết bọn chúng này. Đây là cái hố vi diệu các bạn nhìn thấy chưa. Người khổng lồ với chúng tôi này. Dù có người khổng lồ thì Nhân cũng không sợ đâu các bạn ơi. Thế luôn, các bạn có nhìn thấy thanh niên người khổng lồ kia không? Các bạn có nhìn thanh niên người khổng lồ kia không? Wow, gần như là các bạn không nhìn thấy được đâu. Thế luôn, vì nó quá to, to hết cả màn hình luôn cơ mà. Ui, lần này không được chứ gì rồi. Mình đang tính lấy được chiếc bro nhưng mà không được các bạn nha. Ghê nha. Xa xa kia là một thanh niên người khổng lồ các bạn ơi. Ok, let's go. Từ từ. Đây, mình sẽ chỉnh cái này xuống để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn thanh niên người khổng lồ bị Nhân luốt chửng bằng cái hố này như thế nào các bạn ơi. Nào, đến đây đi các bạn trẻ ơi. Ok, let's go. Một thanh niên người khổng lồ nằm xuống tiếp tục. Ui, chỗ này là 1 tỷ người luôn các bạn ơi. Wow, 1 tỷ người luôn. Mình sẽ được, không được chứ hacker này. Hờ, tôi này. Làm thế nào bây giờ để được hacker các bạn ơi. Được rồi, cố gắng được chữ hacker nha anh em nha. Những cái thanh niên màu xanh này, người đất sét màu xanh gặp cái hố này. Dùng cái tảng đá to đấy ngăn cản mình nhưng không thành công các bạn ơi. Những cái cây này mình sẽ cố gắng ăn sạch để lấy cái hacker các bạn ơi. No. Yeah, hacker VIP. Nhân BB là hacker VIP các bạn ơi. Bây giờ, nói chung là cái map này các bạn nhìn thấy ghê chưa? Cái map này ghê quá, bây giờ mình sẽ phải đổi rồi. 500, 300 các bạn ơi, hố trái tim có 300 các bạn ơi. Ok các bạn nha, bây giờ Nhân đang sử dụng cái hố trái tim các bạn ơi. Lẽ xa mấy cái tên cầm bom màu đỏ ra. Cho nhiều người khổng lồ đến đây, đây là cái hố trái tim. Chết rồi, nhầm đường rồi các bạn ơi. Nhầm đường của bom sẽ lổ bé cái hố của chúng ta lại các bạn ơi. Hỏng rồi, người khổng lồ. What, sao vậy, chúng ta đã bị thua các bạn ơi. Chúng ta vì cái lỗ của chúng ta quá bé nên chúng ta đã bị thua. Người khổng lồ đã dùng cái tảng đá nó bịt cái lỗ rồi các bạn ơi. Được. Chết cha, nặng nhầm rồi, nặng đi nhầm bên rồi, chết tôi rồi, không biết có ăn được người khổng lồ cái không các bạn ơi. No, có lẽ mình sẽ lại bị thua tiếp ván nữa các bạn ơi. Bịt nộ, đấy nó bịt được nộ luôn. Cay thế nhỉ. Rồi, ok,
lần này chắc chơi tập trung nha, không để sai sót thêm một lần nào nữa đâu bé ơi. Không đâu bé ơi. Rồi, một con người khổng lồ này sẽ bị ấy đi sang bên đây an toàn. Đúng rồi, thì không đi đúng không các bạn. Anh nhân BB quá là chi là ngu hỏng luôn. Của bom quá vi diệu luôn các bạn ạ. Không biết cái hố này. Đừng nha, đừng nha, đừng nha. Rồi, ăn được rồi. Cuối cùng cũng đã ăn được. Vì rượu chưa? Hờ AC các bạn ơi. Trời ơi. À, cái hố này. Hố bé nhỏ, hố bé nhỏ, hố bé nhỏ, hố bé nhỏ. Ăn đi. Nuốt hết tất cả mọi thứ vào trong cái hố này đi. Kể cả những cái tên người đất sét khổng lồ mình cũng sẽ phải luốt vào. Ui có xe ô tô đúng này. Xe ô tô nó ngăn cản mình, nó bốc cháy đấy, nó làm lổ cái miệng hố của mình đi đấy. Đừng có đùa với cái xe ô tô, đừng có đùa với cái xe ô tô. Pro hacker, yes, tốt, đỉnh thực sự các bạn ạ. Tiếp tục nha, đổi hố, đổi hố, đổi hố, đổi hố bông hoa này. Ui hố con hổ này 800 luôn các bạn ơi. Đắt thế nhỉ, hổ 800 luôn. Con chó này, à con chó, hổ con chó. Hổ con chó. Đây là cái mồm con chó các bạn nha. À, con chó này nó ăn nó hơi bị kinh đấy. Ui sức ô tô này nó đi nguy hiểm đấy nhỉ. Rồi, hổ con chó có vẻ rất là to và đẹp đấy nha các bạn nha. Là. Tất cả các hố VIP sẽ được nhân BB mua hết sạch luôn. Vì nhân BB chơi trò này rất giỏi. Vì nó hơi bị dễ. Dễ quá các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi. Hacker. Ui bro. Được cái bro thì không được hacker. Nhưng mà ai sẽ là hacker? Nhân sẽ là hacker các bạn ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Nguy hiểm quá. Mình vẫn chiến thắng các bạn ơi. Úi dồi ôi, con chó này mạnh thực sự đúng không các bạn. Con chó này mạnh thực sự luôn. Hacker tiếp nha. Đỉnh thực sự luôn. Ok no. Ok no. Mình chưa bị một ván nào lốp đâu các bạn ơi. Mình chưa bị một ván nào lốp đâu nha. Đấy, chơi nó phải giỏi như thế. Không bị lốp nó mới là đẳng cấp các bạn ạ. Nguy hiểm. Ui ô tô kìa, 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 ô tô kìa. Nuốt chửng hết luôn. Cái hố vi diệu này. Trời ơi. Ui tí nữa thì bị lốp các bạn ạ. Mày sợ thực sự luôn. Mình cứ thằng này các chú bơi hết vào đây để cho anh luốt đúng không, nuốt đúng không. Rồi may quá không bị lốp. Bị lốp của đấy thì nhục mặt. Vừa với cái này không bao giờ bị lốp xong. Tí nữa này được hacker tiếp các bạn này. Nhân BB sẽ không bao giờ trở thành một thanh niên lốp được các bạn ạ. Các bạn không tin thì thôi. What? Không nốp nhưng mà chỉ bị thua. Không nốp nhưng mà chỉ bị thua thôi. Quá ngu. Ây. Quay sang chém chó với các bạn một tí là bị thua luôn. Không lốp nhưng wow, holy good. Yeah. Trời ơi, cứ tưởng hacker thêm bán nữa các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Chơi nó phải giỏi như nhân nên không bao giờ biết lốp được cái gì luôn các bạn ạ. Nào, người đã xét này, những cái ô tô này thực sự nó rất là nguy hiểm các bạn nha. Chúng ta phải né cái ô tô đấy ra. Đó, nhảy chạy đi đâu. Người đất sét có thể chạy được sao? Có thể chạy được hay sao? Có thể thoát khỏi cái hố khổng lồ này hay sao? Ok sơ. Ok sơ. Ăn hết luôn, ăn hết luôn. Ui. À, cuối cùng cũng bị van lốp các bạn ạ. Lần này là lốp thật đấy nha. Nói tại mình gáy to quá nên là mình bị lốp. Trời ơi, gáy không bao giờ bị lốp mà cuối cùng bị lốp, nhục thực sự. Các bạn đừng có mà cười mình nha, các bạn đừng bình luận cười nhân BB lốp nha. Đen thôi, đỏ quên đi các bạn ạ. Đen là lốp tôi chứ đỏ thì mình còn nâu với lốp nha. Yo, lên nào, let's go, let's go, let's go, let's go. Ôi bro mày quá. Lại tí nữa ăn phát lốp tiếp các bạn. Mồm con chó này khá là đẹp. Chơi xích đu quay ở đây à. Ui, nhiều người chưa các bạn ơi. Ngon ngon ngon, mình sẽ ăn hết. Mình sẽ ăn hết tất cả. Mình sẽ ăn hết tất cả luôn. Mình sẽ ăn hết tất cả luôn. Chắc chắn ván này không được hacker. Ván này không nốp là may lắm rồi đấy. Úi giời ơi. May mà không lốp đấy. Lốp thì nhục mặt mũi các bạn ạ. Nào ván cuối cùng thể hiện cho các bạn xem là đẳng cấp thực sự của mình nè. Nó này cố gắng ăn hacker nha. Ôi. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Mình là hacker chuyên nghiệp. Mình hacker chuyên nghiệp. Thôi không được hacker rồi. Nope. Ôi, vẫn bro các bạn ơi. Ván cuối cùng được bro là may lắm rồi đấy các bạn ạ. Rồi ok các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip của Nhân BB. Các bạn thấy cái trò này thế nào, có hay không? Nếu thấy hay thì để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và nếu thấy không hay thì cũng bình luận cho mình biết luôn, để mình chơi những trò khác hay hơn cho các bạn xem nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của Nhân BB. Nhớ ấn vào cả và chuông thông báo luôn nha, để xem hết video nha.